Rồi chào các anh chị và các bạn, và Sunny đang đứng ở đường Nguyễn Văn Linh ở Bình Chánh anh chị các bạn. Thì hôm nay thì mình sẽ đi lang thang. Con đường này là gì ta? Mời anh chị đi theo mình ha. Và mình cũng có vài điều chia sẻ về con đường ha. Con đường Đoàn xin chào anh chị và các bạn. Và hiện tại xin đi đoàn đang ở một con đường, nó tên là gì ta? Thôi mình ở đây mình không thấy tên đường. Trịnh Quang Nghị, nó thuộc là Bình Chánh. Thì hôm nay với đề tài lang thang, một đề tài muôn thuở, lang thang đường phố Sài Gòn của ngày nay, để anh chị giới thiệu anh chị, để anh chị hình dung đó so với ngày xưa nó như thế nào. Cái video clip này muốn giới thiệu về cuộc sống nè của cái khu Bình Chánh. Đối với Sài Gòn thì nó thay đổi rất là nhiều về cơ sở hạ tầng. Như anh chị cũng biết, nếu mà lên Google Maps thì anh chị thấy sông ngòi Sài Gòn, sông ngòi rất là chằng chịt. Và bây giờ nó phát triển thì những cái quận nó được nối nhau bởi những con cầu. Nhiều khi mà anh chị mà xa quê hương lâu ngày về thì cũng khó nhận ra. Mấy bé đang đi học cũng khó nhận ra Sài Gòn lắm. Kể cả Sydney cũng vậy. Bây giờ mình đi ra những cái quận vùng ven như là Bình Chánh, Gò Vấp, Hóc Môn, Bình Tân, thì mình nhiều lúc mình cũng phải đi lạc, phải định vị thì mình mới đi được. Mình sẽ băng qua con chợ nha anh chị. Thì chính vì cái cầu đó thì nó nói thì những hình ảnh Sài Gòn ngày nay nó thay đổi nhiều. Và có những cái một số cái tên mà anh chị sinh ra lớn lên ở Sài Gòn thì anh chị nhớ, nó lưu lại những cái những kỷ niệm đó. Ví dụ như bến Bình Đông, bến Bình Tây, bến Trương Vương, bến Phú Định. Và để ôn lại kỷ niệm đó thì hôm nay thì Sydney sẽ quay cái cảnh bến Phú Định cho anh chị nha. Mình sẽ đi từ quận Bình Chánh, mình đi qua quận 8, thông qua bến Phú Định để giới thiệu cho anh chị về Sài Gòn ngày nay. Và mong rằng một số anh chị đó xa quê hương mà ở quận 8 thì có thể nhìn cái hình ảnh này để nhớ Sài Gòn. Sài Gòn hai tiếng thân thương. Có thể là vì thời gian công việc thì anh chị cũng không về Sài Gòn được, hoặc là một vấn đề gì đó thì anh chị không về Sài Gòn được. Nhưng mà đối với Sài Gòn thì nơi sinh ra và lớn lên của tất cả anh chị em thì Sài Gòn lúc nào cũng yêu thương cả. Hai tiếng Sài Gòn rất là yêu thương. Mình rất là thích nghe cái bài hát Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, rất là hay. Sunny thì không ở Sài Gòn nhiều đâu. Sunny sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu, nhưng mà cũng gắn bó Sài Gòn từ năm 1991 đến giờ. Cũng lập nghiệp ở trên đây và có gia đình. Em xã của Sunny thì ở người Sài Gòn ở quận 6. Và bây giờ mình cứ ở trên đây từ năm 91 đến giờ. Và bắt đầu mình sẽ tiến vào cái bến Phú Định. Xưa thì cái phương tiện giao thông chính để qua sông đó là phà anh chị, nên chính vậy mình thấy những cái tên và một số người cứ bến Trương Dương, bến Phú Định, bến Bình Đông, bến Rạch Cát, vân vân và vân vân. Và bây giờ mình sẽ đi phà nha, để giới thiệu hình ảnh cho anh chị, đặc biệt là các cô chú bác xa quê hương đó, vì tình hình sức khỏe lớn tuổi thì không về được đó. Cái bến phà của mình, mình qua sông đó. Rồi bây giờ tới đây thì mình sẽ mua vé ha. Rồi mình quay cái cảnh mua vé cho anh chị xem. Đây, để coi cái vé bao nhiêu tiền. Bao nhiêu tiền vậy chị? Anh lấy
À 3.000 cho em gửi 5.000 đó. Đại khoan. Rồi em cảm ơn chị nha. Rồi mình sẽ mua cái vé 3.000 Việt Nam đồng nè. Bây giờ mình sẽ đi qua phà, mình đợi chuyến phà ha. Đây rất là đông người đợi nè. Cho em gửi. Đây là thời gian mình đợi phà tới anh chị và các bạn. Thì cái mé trước mặt của Sunny đó thì mình đi ra chợ Bình Điền, chợ Sĩ Bình Điền. Thì con phà là mé bên kia là quận 8 cả. Nó đi đón khách, bỏ khách ở bên Bình Chánh này, xong nó qua bên kia nó đón khách, rồi nó đi một vòng vậy đó. Đó giống như cái hình tam giác. Từ quận 8 thì qua Bình Chánh và qua bên mé bên kia để đi ra Bình Điền chợ Sĩ, đó một cái hình tam giác như thế. Rồi mình tạm ngưng ha, mình trong quá trình mình đợi phà mình tạm ngưng. Khi nào mình lên phà mình sẽ quay cho anh chị các bạn. Đó xa xa thì chúng ta có chuyến phà đó, bắt đầu phà tấp vô. Để đây luôn để quay cho anh chị biết bến phà hiện tại nó như thế nào. Đây là bến Bình Đông nha anh chị. Bến Phú Định chứ. Sorry anh chị, bến Phú Định. Đây là cái bài hình ảnh nè.
mé bên đây là quận 8, ý là quận chánh, chánh luôn. Bây giờ này, chuyến phà này sẽ qua mé bên cái đường đi Bình Điền để đón một khách. Xa xa thì anh chị các bạn thấy các con rán. Đây tiếng ồn quá, không biết anh chị có nghe rõ không? Không cần, không cần. Nên sẽ để mua, cầm nó mất giá lắm. Sao thôi, mấy bên đây là nhà có một lòng lập sập của anh chị ha, trong những cái nhà ven sông nè. Mọi người sẽ đi sẽ được trang bị một cái áo phao. Đó thì nó có một cái chuyến phà như anh chị thấy không, cái chuyến phà đó nó sẽ đi qua cái mương hướng Bình Chánh và nó cũng vòng lại giống như hình tam giác thôi. Nhà cửa lụp xụp, cái khu này nó còn nghèo lắm, dân lao động nhiều. Đây để gửi anh chị chuyến phà nè. Nước ở đây nó cũng còn đen thui à. Nước đây là ô nhiễm rồi, nhưng mà được con cái là nó chưa hôi giống như những cái dòng kênh nhỏ. Đây là ngã ba sông là bến Phú Định. Thì hy vọng rằng những cái clip này nè, để gửi anh chị một số cái hình ảnh, nếu anh chị hồi xưa mà ở Sài Gòn đó có sinh ra và lớn lên ở cái khu vực bến Phú Định này, nhìn lại đặc biệt các cô chú lớn tuổi, nhìn lại cái bến phà xưa. Bây giờ thật sự phà thì nó chỉ còn phà Phú Định, phà Cát Lái và những con đò ngang ở mé quận 8 thôi, chứ cầu xây lên cũng rất là nhiều rồi. Bây giờ cái phà này tương lai thì mình thấy một số công trình nó cũng chuẩn bị làm một cái cầu ở con đường này. Con thuyền chuẩn bị, chiếc phà chuẩn bị rời bến đó.
Thao Phú Định chuẩn bị cập bến bên mé quận 8 nha anh chị. Và mình sẽ kết thúc cái hành trình lang thang này để giới thiệu anh chị các bạn bến Phú Định ngày nay và chị so sánh ngày xưa nó như thế nào. Xong luôn nè, đó nhà người ta ở rồi. Rồi, mình tới nơi làm gì đây? Tuổi để nhìn lại cái cảnh xưa của bên mé quận 8 nó như thế nào. Kính thưa các anh chị, xin đi cũng tạm kết thúc cái clip này ở đây. Rất là vui đã thực hiện cái clip Bến Phú Định gửi đến anh chị và các bạn. Trên đây cũng xin kính chúc các anh chị các bạn luôn luôn lúc nào cũng tràn niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Rồi, xin đi đoàn xin thân ái chào tạm biệt các anh chị và các bạn nha. Hẹn gặp lại anh chị các bạn trong clip sau. Bye bye. GoPro stop recording.